Các bạn xin chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube PA Marketing. Tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về marketing online hàng đầu tại Việt Nam. Từ những năm 2008, tôi đã là giảng viên và giảng dạy cũng như là nghiên cứu và đào tạo cho rất nhiều các cái doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh online, lĩnh vực marketing, lĩnh vực khởi nghiệp. Và bây giờ thì tôi cũng giảng dạy cả những cái chuyên đề và cố vấn cho các doanh nghiệp về quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, quản trị marketing. Đó, và trong một cái video tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây, các anh chị chú ý theo dõi nhé. Cái sơ đồ cây này nó rất là kỹ. Đó, rất rất nhiều đúng không ạ? Ta mới lướt qua. Cái video này tôi sẽ ước tính là sẽ phải nói trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và tôi dành ra 1 tiếng để nói và tôi dành ra 2 tiếng để làm cái sơ đồ cây này. Vâng, thế thì bây giờ đầu tiên câu hỏi là cái sơ đồ cây và cái video này sẽ nói về điều gì? Tôi sẽ nói về cái việc là các anh chị và các bạn là nếu như các anh chị và các bạn đang có kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp spa, các dịch vụ làm đẹp thì các anh chị hãy theo dõi video này, spa và những cái dịch vụ làm đẹp nói chung. Và tôi cũng có khóa học kinh doanh và marketing trong lĩnh vực làm đẹp bao gồm mỹ phẩm, spa và các cái dịch vụ thẩm mỹ khác, nha khoa vân vân. Thì cái video này là hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn đang muốn khởi nghiệp và kinh doanh spa, hoặc là những bạn đã kinh doanh spa rồi thì cũng có thể theo dõi video này để học hỏi những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức về marketing, về bán hàng để mà chúng ta có thể tăng được doanh thu, tăng được những cái hiệu suất kinh doanh cho công việc của mình. Và như tôi đã giới thiệu, tên tôi là Phan Anh và đây là website của tôi là công ty pamarketing.vn, email của tôi là phananhonline@gmail.com và Facebook của tôi cũng là facebook.com/phananhonline. Các bạn có thể liên hệ với tôi qua những cái kênh như thế này. Ok, đây là tôi giới thiệu sơ bộ về tôi và bây giờ sẽ toàn bộ nội dung này rất chi tiết cho các anh chị và các bạn về chủ đề spa. Spa, ok. Thế thì đầu tiên cái sơ đồ cây, cái nhánh thứ nhất đó là cái chiến lược về dịch vụ và sản phẩm. Tôi nói là dịch vụ trước và sản phẩm sau, bởi vì là chúng ta làm spa là chủ yếu là dịch vụ, nó sẽ đi kèm với các cái sản phẩm, ví dụ như mỹ phẩm hoặc là thuốc điều trị vân vân. Thế thì tôi sẽ đặt nó ở vế sau. Vế thứ nhất nó phải là từ sản phẩm, là dịch vụ là chính đúng không? Sau đó là sản phẩm, là những cái bán kèm, bán thêm, hỗ trợ điều trị. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn từ cái khâu mà chúng ta khởi nghiệp hoặc là chúng ta đã kinh doanh rồi thì sau đó chúng ta để ý những cái phần bên dưới. Thế thì đầu tiên là lựa chọn chiến lược về dịch vụ về sản phẩm. Thì sau đó là chúng ta sẽ chọn sản phẩm và dịch vụ như thế nào, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ chọn cái phân khúc khách hàng của chúng ta dự kiến để chúng ta khởi nghiệp, chúng ta thay đổi cái spa của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta làm về cái phân khúc là thời trang thì đây là cái slide cũ đúng không? Đây là spa đi. Vâng. Chúng ta sẽ làm là spa giá rẻ hoặc là spa bình dân. Vâng. Hoặc là cái dịch vụ là spa cao cấp. Thì cái việc phân khúc như thế này, phân khúc như thế này để làm gì? Để chúng ta xác định được cái chi phí, cái mức giá ở cái mức độ đầu tư của chúng ta khi mà chúng ta định vị thương hiệu cho khách hàng chúng ta định làm. Và tại sao chúng lại chọn như vậy thì nó liên quan đến là cái nơi mà chúng ta định mở, cái số tiền mà chúng ta có, cái đẳng cấp thương hiệu mà chúng ta đang đang muốn xây dựng. Thế thì làm giá rẻ thì đầu tư nó thấp đúng không ạ, làm cao cấp hoặc là siêu cao cấp thì đầu tư nó nhiều, thế nhưng mà lợi nhuận nó lại tốt đúng không? Rồi, các dịch vụ spa thì hiện nay là nhìn chung là cái ngành mà lợi nhuận cao, siêu lợi nhuận mà tiền tươi thóc thật đấy. Và bằng chứng là những cái chủ spa mà lớn thành công được thì họ thường có rất nhiều tiền, họ có nhiều siêu xe bởi vì họ kiếm được mà đúng không? Thì chúng ta chia cái phân khúc ra, chúng ta định chọn cái phân khúc nào và tại sao chúng ta chọn thì nó dựa trên cái yếu tố như tôi vừa nói đấy. Thứ hai đúng không ạ, thì chúng ta có thể là trả lời cho câu hỏi là chúng ta sẽ phục vụ nhóm khách hàng giới tính nào. Tất nhiên làm spa này chủ đạo sẽ là nữ, chủ đạo tập trung vào nữ đúng không? Cũng có thể có thêm khách nam
Đấy, và làm spa cho nam giới. Hiện nay nhu cầu spa của nam giới tại Việt Nam thì cũng tăng lên một chút, nhưng mà chưa thể bằng được so với của Hàn Quốc, đúng không? Hàn Quốc thì gần như là nam giới họ đi spa rất nhiều. Đấy, thế nhưng ở Việt Nam thì tôi thấy là điều đấy là chưa có, nhưng mà không đáng kể là bao. Đấy, do thói quen, rồi do sở thích, rồi do tập tục văn hóa vân vân. Thì chúng ta sẽ tập trung vào nữ là chính, được chưa ạ? À, tiếp tục các cái dịch vụ mà chúng ta sẽ làm chủ đạo trong spa. Hiện nay thì các spa có rất nhiều các dịch vụ, thì chúng ta sẽ phải chọn những cái dịch vụ chủ đạo. Ví dụ như là dịch vụ phun môi, phun mày, thêu hoặc là điêu khắc lông mày 3D, 6D. Đấy, và nếu như các bạn khéo tay một chút, thí dụ như bạn nào mà xinh gái mà biết tỉa hoa, cắm hoa, đấy, và đặc biệt là biết tỉa các cái loại bánh trái, hoa quả, đấy, khéo tay, thì hãy nghe lời tôi đi học về cái dịch vụ thêu và điêu khắc lông mày. Đấy, vì cái nhu cầu về điêu khắc lông mày nó đẹp hơn, nó thật hơn và nó có cái giá trị cao. À, tôi có một bạn là học viên cũ của tôi, thì bạn ấy cũng học những khóa về marketing của tôi, bán hàng của tôi thôi. Bạn ấy làm điêu khắc, bạn ấy kiếm tiền rất là tốt. À, một cặp lông mày điêu khắc phí hiện nay có khoảng 5 đến 6 triệu. À, mà làm chỉ mất tầm độ 30 đến 40 phút thôi. À, một một ngày bạn ấy làm đều cũng phải được chục ca. À, thu nhập rất là tốt, doanh thu bạn ấy tiết lộ với tôi là doanh thu những tháng thấp điểm phải 5-600 triệu, tháng cao điểm là 8-900 triệu, thậm chí 1 tỷ. Và chỉ có một người làm với một 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 người giúp việc thôi. Có một cái spa nhỏ khoảng 20 mét vuông này. Đấy là sự thật, tôi đã đến tận nơi, tôi đã làm, tôi biết. Tôi làm marketing, tôi dạy cho người ta bán hàng online, xây dựng thương hiệu trên Facebook, và đến tận nơi tôi biết. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng. Rồi, các cái dịch vụ trị mụn, trị nám, đúng không ạ? À, căng bóng, rồi thì làm trẻ hóa da vân vân. Đấy, chăm sóc vùng da mặt, rồi vùng da cổ. Đấy, rồi thì chăm sóc da cơ thể toàn thân. Đấy. Các dịch vụ như chẹp lông, tắm trắng, gội đầu dưỡng sinh, giảm béo bằng máy, bằng thuốc, bằng thực phẩm hoặc là bằng các cái kỹ thuật nhiệt. Đấy, tôi thấy rất nhiều những cái spa này xoa bóp rồi rung lắc rồi dùng nhiệt rồi tiêm rồi rất nhiều kiểu giảm béo. Đấy. Và tại thị trường Hà Nội, một trong những cái thẩm mỹ viện mà làm giảm béo hiện nay doanh thu rất lớn, doanh thu khoảng 30 tỷ một tháng. Đấy, là cũng đặt nền móng về về thương hiệu là do tôi tư vấn và chạy quảng cáo từ những cái năm 2015. Bây giờ họ làm rất là tốt, doanh thu ước tính khoảng 30 tỷ một tháng. Vâng, chỉ mỗi một dịch vụ giảm béo thôi. À, khách rất là đông, chạy quảng cáo, chi hàng tỷ tiền chạy quảng cáo hàng tháng. À, rất là mạnh, đúng không ạ? Thì tôi thì dấn thân vào cái nghề marketing spa này được rất là sớm, và tôi nhớ là cái khách hàng đầu tiên của tôi chính là một cái spa ở trên đường Trần Nhật Duật ở Hà Nội. À, vào năm 2013, khi mà tôi đang dạy cái lớp quảng cáo trên Facebook, bán hàng trên Facebook, thì cái chị chủ chị đi học, sau đó thì chị thấy tôi giảng và chị mời tôi về spa đấy làm cho. Thì đấy là cái spa đầu tiên mà tôi làm. Sau này thì có nhiều các cái đơn vị tôi chạy cho, từ rất nhiều các cái dịch vụ mà cũng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà ngày xưa thì làm nó dễ, nó dễ làm và nó hiệu quả hơn. Nhưng sau này bây giờ thì nó bắt đầu khó khăn, là đắt đỏ rồi chết tài khoản vân vân. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. À, các dịch vụ tiếp theo, ví dụ như là tắm trắng, tiêm trắng hoặc truyền trắng, đấy, bằng những cái công nghệ khác nhau, bằng những cái loại hóa chất khác nhau. Có người thì tắm, có người thì tiêm, có người thì truyền. Đấy. Mà trắng thì chúng ta dựa trên cái nguyên tắc đó là chúng ta phải tiêm những cái hoạt chất có những cái có cái dược chất là glutathione vào, đúng không ạ? Bởi vì cơ thể chúng ta da đen giống như da thầy, da tối tối này, hoặc là sạm sạm như này, là bởi vì chúng ta sống ở cái vùng nhiệt đới, ánh nắng rất là nhiều, 7-8 giờ sáng nắng rất là gay gắt chiếu vào da. Thế thì cơ thể nó sẽ phải tiết ra một cái chất để bảo vệ làn da của mình, và cái chất đấy gọi là melanin, đúng không ạ? Thì cái chất đấy nó lại có cái sắc tố là nó có màu tối. Thế thì khi mà nó tập hợp nhiều cái sắc tố ra như vậy thì nó tạo ra cái màu tối. Thế thì glutathione nó vào thì nó làm
triệt tiêu cái chất melanin đi và nó làm trắng da. Đấy, thì đấy là một vài cái nguyên lý tôi nói cho mọi người hiểu rằng là tôi chứng tỏ cho các anh chị và các bạn rằng là tôi cũng có am hiểu đáng kể về lĩnh vực spa, chứ không phải là thầy chỉ nói về marketing, thầy chỉ nói về quảng cáo bán hàng đâu, đúng không? Đấy, đi làm cho rất nhiều các cái chủ spa khác nhau lớn nhỏ rồi. Đấy, có những cái chủ bây giờ là 30 tỷ một tháng. Đấy, có những cái chủ cũng kiếm tiền tỷ mỗi tháng. Đấy, cũng đều xuất phát là do tôi từng làm cho, từng cố vấn cho. Vâng. Đấy, rồi thì chúng ta cũng làm các dịch vụ như là trẻ hóa, xóa nhăn, căng da. À, rồi thì các dịch vụ tiêm các loại hoạt chất, ví dụ như là filler hay là botox hay là meso, rất nhiều những cái hoạt chất, hóa chất mà do các hãng của châu Âu hay là của Hàn Quốc, của Nhật Bản họ làm. Thị trường làm đẹp ở Việt Nam là một thị trường mới nổi nhưng mà cũng rất là mạnh, nhất là phụ nữ ở các cái độ tuổi sau khi kết hôn là có xu hướng làm đẹp nhiều. Phụ nữ trước khi kết hôn thì cũng có một nhóm khách hàng rất đáng kể, những đó là những cái nhóm khách hàng có thu nhập cao, họ cũng quan tâm đến làm đẹp. Và phụ nữ mà ở cái độ tuổi xế chiều thì họ cố gắng là níu giữ cái độ tuổi thanh xuân của mình càng lâu càng tốt bằng các cái giải pháp trẻ hóa, căng da, căng bóng, đúng không? Rồi thì các cái dịch vụ như là làm trắng da, làm hồng da, khử thâm đấy, ở các cái vùng vân vân, và nhiều dịch vụ khác nữa, đúng không? Thì tôi liệt kê ra như này để làm gì? Để khi mà mình làm spa thì mình phải chọn lựa, không phải cái gì mình cũng làm, không phải cái gì mình cũng làm mặc dù là mình muốn, đúng không? Mình học một cái nghề nào đấy, một cái dịch vụ nào đấy mình cảm thấy là dịch vụ tốt. Có những người thì chỉ chuyên phun môi phun mày thôi, ăn rồi phun, ăn rồi phun. Nhưng có người thì chuyên mụn, có người chuyên nám, thì cái gì cũng được, miễn là mình kiếm được tiền, đúng không? Thế rồi mình làm tốt rồi, bắt đầu mình mở rộng quy mô, mình thêm giường, mình thêm thợ, mình thêm dịch vụ. Có một cái spa ngày xưa tôi đào tạo cho bạn ấy, thì bạn ấy chỉ chuyên truyền trắng nhá, truyền dùng cái thuốc xong rồi nằm truyền thẳng vào ven như này. Đấy, nhưng mà rất là trắng, đúng không? Và truyền một cái liệu trình như vậy thì được trắng được khoảng 2 năm, trắng hồng, trắng như người phương Tây luôn. Đó. Thế còn cái gọi là cái hậu quả của nó hay là những cái tác dụng phụ của nó thì tại thời điểm bây giờ thì chưa ai nói đến, có hay không có, và có thì bao giờ bị tác dụng và tác dụng gì thì chưa thấy ai nói đến, chỉ bây giờ biết là rất là đẹp, trắng bóc, trắng hồng, đúng không? Và các anh chị và các bạn biết rằng là tại sao người ta phải đi làm spa, đúng không? Vì đơn giản là ai thiếu cái gì thì người ta cần cái đấy. Dân châu Âu thì đi tắm nắng để cho nó đen, cho nó rám, vì nó trắng quá rồi. Còn dân châu Á như Việt Nam mình thì đi tắm trắng bởi vì mình đen quá rồi, mình lại muốn trắng, trắng thì lại đẹp, nổi bật, đúng không? Thế còn phương Tây thì vẻ đẹp của nó lại phải rám nắng, rắn giỏi thì mới là đẹp. Đó. Hiện nay cái nhu cầu làm đẹp rất là cao và cái tổng giá trị của ngành làm đẹp rất là lớn. Nên là cơ hội cho các bạn vẫn còn nhiều, vẫn còn nhiều. Mặc dù là đã có spa lớn, spa nhỏ, spa cỏ, spa cây nhảy vào rất nhiều, làm tốt đến làm không tốt, làm uy tín lẫn là làm ba lăng nhăng, rồi kiểu như là kiếm tiền ăn sổi, vân vân, rất nhiều. Bạn chọn dịch vụ gì chính, bạn chọn dịch vụ phụ, dịch vụ gì đường dẫn, dịch vụ gì là dịch vụ upsell, vân vân. Đấy, bạn có thích cái gì nhá. Có người thì chuyên thêu cũng rất là giàu, có người chuyên phun cũng rất là giàu, có người chuyên mụn cũng rất là giàu, có người chuyên nám cũng rất là giàu. Đấy. Còn nếu bạn không chuyên cái gì thì tôi nghĩ là không thể giàu được, phải chuyên. Đấy. Tiếp theo là về sản phẩm, đúng không ạ? Sau khi mình lựa chọn dịch vụ thì mình sẽ chọn sản phẩm đi kèm, đó là các cái sản phẩm dùng trong spa. Đấy. Thí dụ như là sữa rửa mặt, rồi cái sản phẩm tẩy da chết, serum làm mịn, làm thu hẹp lỗ chân lông, rồi thì các loại tinh dầu, các loại filler botox, đúng không? Và chúng ta nên mua những cái hãng có uy tín, có xuất xứ và có chịu trách nhiệm rõ ràng nhá. Bởi vì chúng ta tiêm vào mặt, vào mũi người ta, vào môi người ta,
tiêm vào khắp ngưng cơ thể người ta như vậy mà tiêm những cái đồ đều là rất nguy hiểm, nhỡ mà nó hoại tử, nhỡ mà nó tiêm vào những cái chỗ khác, thế là sau đấy là chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự, có thể là phải đi tù, có thể là phải đền tiền, thậm chí là có thể chết người đấy, chứ không đơn giản đâu. Hiện nay trong lĩnh vực spa làm đẹp, đặc biệt là tiểu phẫu, ví dụ như làm mí hoặc là phun hay nâng mũi hay là tiêm, tôi thấy rất nhiều người cực kỳ là liều đấy, từ thợ cắt tóc chuyển sang làm đốc tờ, từ bà bán cá chuyển sang làm đốc tờ, từ bà bán hàng rong chuyển sang làm đốc tờ, rất kinh khủng. Bởi vì là kiếm tiền nó dễ mà, các cái thủ thuật đấy nó cũng dễ mà. Thế nhưng mà khi sự cố, khi tai nạn xảy ra thì mình không không có kiến thức về y học để mình xử lý. Rồi mỹ phẩm dưỡng da rồi ạ, rồi thì các cái sản phẩm tắm trắng, rồi các cái máy móc trang thiết bị như là máy làm hai phu, rồi máy căng da, rồi máy tia laser, rồi máy tạo ẩm, máy tạo lạnh, vân vân, rất nhiều những cái trang thiết bị phụ kiện để hỗ trợ cho quá trình làm đẹp. Làm đẹp thì người Việt đấy, khi mà làm đẹp thì họ ưu tiên làm cái đầu tiên là làm khuôn mặt, sau đó là đến những cái bộ phận khác, đến các bộ phận khác, rồi đến tắm trắng cho cơ thể. Sau đó thì ngoài cái đẹp đấy ra rồi thì bắt đầu người ta mới 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 đến cái sức khỏe, vẻ đẹp từ bên trong. Và tôi cũng phải nói rất là thật là nhiều người ở trên Facebook, trên Zalo nhìn rất là xinh, nhưng mà gặp thực tế thì tôi cũng thấy là không xinh lắm, bởi vì dùng qua nhiều app make up, rồi thực sự là chỉnh sửa quá nhiều, cầm V-Line, môi mát đa, rồi thì mũi thì cũng độn, rồi cũng tiêm tạo dáng, mí thì cắt sụp, rồi thì làm đầy má, rồi thì bơm môi rất nhiều, nhưng mà không phải ai cũng đẹp, phải nói thật là như vậy. Không biết là họ nhìn thấy đẹp như nào, nhưng mà tôi thấy là không phải ai cũng đẹp đấy. Thì nhưng mà thị trường nó đang rất là khát khao nha, thị trường nó đang khát khao, nhiều người thích như vậy, đàn ông cũng thích như vậy, phụ nữ cũng thích như vậy, cho nên là nó tạo ra một cái nhu cầu rất lớn. Rồi những cái sản phẩm khác bán thêm cho khách hàng là gì, ví dụ như thuốc hay mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng. Ok, vậy thì khi mình chọn lựa những cái này là mình phải chọn lựa nó phù hợp với phân khúc đấy, nó phải có lợi nhuận đủ tốt để mình làm, chọn những cái thương hiệu uy tín để mà mình làm cho nó có chất lượng, chứ đừng có dùng kem trộn trôi nổi, dùng những cái bôi, dùng những cái loại thuốc đều nha. Rất nhiều những cái spa có một cái bài thuốc mà làm cho da người ta đẹp lên, bóng lên, thế nhưng mà đấy lại là gì, đấy là sử dụng những cái hoạt chất, sử dụng những cái chất rất là cấm, và cứ nghĩ rằng mình làm như thế là không sao vì mình đang kiếm tiền rất là ổn. Đấy, nhưng mà sau này những cái tác dụng phụ nó xảy đến thì lúc đấy chúng ta mới chịu trách nhiệm. Đấy, thì tùy mọi người. Đấy, tôi thì tôi không thể can thiệp được hết, tôi chỉ đưa ra lời khuyên là lựa chọn phân khúc khách hàng, lựa chọn sản phẩm kinh doanh là phải có tuân thủ pháp luật, tuân thủ đạo đức, và đấy, nếu mà xét theo cái góc độ mà theo cái hơi hướng của Phật giáo thì chúng ta sẽ tạo nghiệp, tạo ác nghiệp. Nếu như chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ tạo thiện nghiệp, còn chúng ta làm lừa đảo rồi thì gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe cho người khác thì chúng ta sẽ tạo ra ác nghiệp, và ác giả thì ác báo, đúng không ạ? Đấy là cái giải thích một chút cho việc là chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta làm thật tốt, làm đẹp cho đời mà. Đấy, tiếp tục đấy là chúng ta phải xây dựng cái quy trình phục vụ khách hàng. Đấy, ví dụ như là quy trình là bao nhiêu bước. Đấy, ví dụ như là bắt đầu từ lúc mà gửi xe, cho đến mở cửa chào hỏi, tư vấn, lấy nước pha trà. Đấy, rồi chốt gói hợp đồng. Đấy, rồi thì thanh toán, rồi làm dịch vụ. Đấy, rồi thì các cái bước của từng của dịch vụ, rồi thì theo dõi cái tiến triển của khách hàng đối với cái sản phẩm và dịch vụ đó, để làm sao mình làm cho nó hiệu quả cho khách hàng, để so sánh cái kết quả, so sánh cái kết quả của khách hàng. Thực tế là với những người phụ nữ mà người ta có điều kiện kinh tế tốt, người ta chăm sóc da kỹ lưỡng thì da họ rất là đẹp, và họ cũng có cái thuật ngữ là tuổi của da.
Đấy. Ví dụ một người 30 tuổi nhưng mà họ có thể có làn da của một người tuổi 25, hoặc là có một người mà 35 tuổi nhưng người ta cũng có thể là có làn da của một người tuổi 27, bởi vì là người ta chăm sóc da kỹ, đúng không ạ? Ví dụ như là người ta tránh ánh nắng, tránh tia UV. Đấy, rồi người ta bôi kem dưỡng, rồi người ta bù ẩm nước, rồi người ta đi spa, người ta làm thường xuyên, người ta sử dụng những cái mỹ phẩm đắt tiền, những cái mỹ phẩm mà có những cái hoạt chất, có những cái dược chất tốt. Mỹ phẩm đắt tiền thì không có nghĩa là mỹ phẩm tốt, nhưng mà mỹ phẩm rẻ tiền thì khó có thể là mỹ phẩm tốt được, bởi vì cái chất liệu, đúng không, cái nguyên liệu nó tạo ra. Đấy. Thế nhưng mà theo cái tiêu dùng của người Việt thì người Việt rất là thích những cái mỹ phẩm mà có cái tác dụng ngay. Đấy. Nhưng mà trong khi đó, nếu mà mỹ phẩm của người Nhật, người Hàn, đặc biệt là người Nhật thì hoặc là người châu Âu thì mỹ phẩm nó rất là lâu có tác dụng, bởi vì nó có nguồn gốc từ thiên nhiên và nó có tác dụng một cách rất là chậm rãi, từ tốn. Đấy. Và khi làm đẹp thì chúng ta cũng cần phải thấm nhuần, hoặc là chúng ta dạy cho khách hàng thấm nhuần là phải làm đẹp, là đẹp là từ bên trong đẹp ra và từ bên ngoài đẹp vào. Đấy, trong uống ngoài bôi. Đấy, phải che chắn, phải làm rất là cẩn thận nhiều bước. Đấy, tôi có một bạn khách hàng, bạn ấy kinh doanh mỹ phẩm, bạn ấy phải nói là bạn ấy rất là đẹp, và bạn có một cái làn da mà năm nay bạn ấy 33 tuổi, nhưng mà đi khám bệnh, đi đi khám soi da đấy, thì bác sĩ da liễu nói rằng là bạn ấy có một cái làn da của một người 25 tuổi. Đấy, tức là da rất đẹp. Đấy. À, chúng ta nhớ rằng là về mặt sinh học, đúng không? Sau 25 tuổi là tất cả nam hay nữ đều đã đi vào giai đoạn lão hóa. Nhưng mình nhìn thấy một người cảm giác trẻ hơn người khác. Trẻ hơn người khác, mà ôi gặp anh trẻ thế, gặp chị trẻ thế, là bởi vì tốc độ lão hóa của mỗi người là khác nhau. Và cái người mà người ta được chăm sóc làn da tốt thì cái tốc độ lão hóa của người ta chậm hơn. Thế thôi, chứ không phải là trẻ là như thế nào, đúng không? Là do tốc độ lão hóa. Rồi, đấy, cái quy trình chúng ta xây, chúng ta làm chuẩn, chúng ta làm mẫu, chúng ta là sếp, chúng ta làm mẫu, chúng ta yêu cầu nhân viên làm theo, hoặc là chúng ta có nhiều các cái điểm kinh doanh thì chúng ta làm theo chuẩn của chúng ta. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng phải tư vấn cho khách hàng là từng bước, từng giai đoạn, từng buổi của liệu trình nó sẽ đạt được cái điều gì. Đấy, cứ quảng cáo là bật tông trắng sáng ấy, nhưng mà phải sau bao nhiêu liệu trình, sau bao nhiêu buổi người ta mới cảm nhận được. Và đưa ra những cái giải pháp thì chúng ta phải nhớ rằng là đều phải dựa trên cái sự gọi là giữ gìn sức khỏe, giữ gìn sắc đẹp lâu dài cho khách hàng, dựa trên những nguyên lý tốt cho khách hàng. Tôi thấy là như tôi đã nói, có nhiều người là muốn đẹp nhanh, đúng không ạ? Bôi kem trộn nó bào hết cái làn da nó mỏng tang, bắt đầu da cũng đẹp lên. Thế nhưng mà đấy là thực chất là da đang bị tổn thương, và sau này chúng ta sẽ có thể phải chịu những cái hậu quả, những cái bệnh lý về da nó có thể xảy đến rất kinh khủng. Rồi thì tóc, đúng không? Chúng ta thấy đấy, kể cả tóc thế thôi, chúng ta cứ muốn đẹp và chúng ta bắt đầu là nhuộm khói, chúng ta tẩy màu, chúng ta xanh đỏ tím vàng, cảm giác nhìn trông rất đẹp thế thôi, nhưng mà sờ vào mái tóc thực chất là nó như là đang sờ vào cái chổi rơm, tức là nó không hề đẹp, nó không hề bóng, cũng không hề khỏe như chúng ta nghĩ. Chúng ta chỉ được mỗi một cái phần, một cái màu thôi đó. Thế thì cái từng bước chúng ta đạt được cái kết quả là gì, chúng ta phải nói cho khách hàng. Và cuối cùng thì một khách hàng khi mà hoàn thành một liệu trình, hai liệu trình hay là một buổi làm cái dịch vụ gì đó của spa chúng ta, thì họ sẽ đạt được cái kết quả gì, và sau một cái quá trình như vậy họ đạt được cái kết quả như thế nào. Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Đặc biệt là các chị, đúng không? Đã là spa thì chắc là hầu hết là các chị, các bạn là thợ này, các bạn đang là chủ, các bạn đang đi làm nhân viên marketing cho spa, các bạn đang xem video này. Đấy. Ok, tiếp theo là về dịch vụ, để chúng ta cần phải nâng cao cái gọi là trải nghiệm khách hàng. Ngày nay trong marketing người ta nói về cái thuật ngữ trải nghiệm khách hàng rất nhiều, tức là nó là tổng hòa của các yếu tố về cảm xúc, về nhận thức, về tri thức, đấy, về cái sự yêu thích. Nó không chỉ đơn thuần là cảm xúc nhé, nó còn là tri thức, nó không đơn thuần chỉ là dịch vụ, mà nó còn là vật chất. Đấy, nó là tổng hòa của rất nhiều các yếu tố, nó tạo nên một cái gọi là trải nghiệm khách hàng. Tiếng Anh người ta gọi là customer experience, đúng không ạ? Đấy, customer experience tức là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta muốn tạo ra những cái trải nghiệm khách hàng tốt nhất, tích cực nhất, đấy, cho cái dịch vụ của spa của chúng ta.
Thế thì cái trải nghiệm khách hàng này nó đến từ những cái gì? Đấy, ví dụ như là nó đến từ dịch vụ, nó đến từ không gian này. Đấy, khi người ta vào đúng không ạ, là thiết kế nội thất rồi thì màu sắc bố cục sạch sẽ thơm tho. Đấy, rồi nhận diện thương hiệu rất là đẹp, đồng phục rất là ngay ngắn, đúng không? Đấy, rồi thì ánh sáng, đấy, ánh sáng trắng, ánh sáng dịu dịu êm. Đấy, nhìn nó tạo cái cảm giác nó dễ chịu, đúng không? Đấy, âm nhạc, đấy, ví dụ như là nhạc thiền, nhạc không lời, nhạc nhẹ, đấy, nhạc để đủ nghe du dương. Đấy, và khiến người ta dễ chịu, khiến người ta chìm vào giấc ngủ, khiến người ta cảm thấy thoải mái muốn đến đây. Hãy nhớ rằng là làm spa là để thư giãn, để làm đẹp, để tái tạo cái sức lao động, tái tạo cái vẻ đẹp, đúng không? Thế thì âm nhạc nó có tác dụng như vậy. Chứ đừng có để nhạc đốt chát bùng 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 điên hết cả đầu, đúng không? Hoặc là đừng để nhạc to quá khiến khách hàng không chịu được. Đấy. Mình lên mạng mình tải những cái âm nhạc không lời, nhạc guitar, nhạc piano, nhạc thiền, hoặc là những cái nhạc của những cái nhạc sĩ người ta làm rất là kinh điển đó, đúng không? Rồi tiếp tục là màu sắc, đúng không? Màu sắc trong cái spa của mình thường là các màu xanh, màu trắng, màu hồng nhạt, là những cái màu mà dễ chịu, trung tính. Đấy, về mùi vị, đúng không? Vào các spa thì đừng có những cái mùi tiêu cực, ví dụ như mùi ẩm mốc, mùi hôi thối, mùi chua, mùi của hóa chất, mà lại phải là những mùi tích cực, mùi người ta thích, đúng không? Như mùi thơm của cây cỏ, mùi thơm của mỹ phẩm cao cấp, mùi của những cái tinh dầu thiên nhiên, nó tạo ra cho người ta cái sự hưng phấn, nó tạo ra cho người ta cái sự thích thú. Đấy. Và tinh dầu cũng là một trong những cái loại mà rất là quan trọng, đúng không? Ví dụ như là nước hoa hồng, hay là các loại tinh dầu bưởi, tinh dầu quế, hay tinh dầu tràm, hay là tinh dầu chanh xả, vân vân, giúp cho chúng ta có những cái sự thư giãn riêng nhất định. Thí dụ như là bây giờ mà tôi mà nằm, mà các anh chị các em mà làm bằng thẩm rửa mặt cho thầy bằng nước hoa hồng, xong rồi thẩm thấu bằng nước hoa hồng, phun khoáng, là thầy cảm thấy rất sướng, dễ chịu, đúng không? Ok. Và cái mùi đấy nó làm cho thầy êm dịu, chìm vào giấc ngủ đó. Và như vậy thì mình thấy rất là thư giãn, và như vậy là cái trải nghiệm khách hàng rất là tốt. Rồi các kết hợp với các cái thao tác, kết hợp với các quy trình, kết hợp với các dịch vụ, kết hợp với những lời ăn tiếng nói để tạo ra trải nghiệm khách hàng, và kết hợp với cái kết quả của quá trình điều trị. Tất cả những điều đó nó tác động vào năm giác quan, nó tác động vào tâm lý, nó tác động vào tình cảm, và nó tạo ra cái hiệu quả nữa, thì nó sẽ hình thành nên cái gọi là trải nghiệm khách hàng, như là sự đón tiếp, các dịch vụ, các thao tác, đúng không? Sự trò chuyện, sự chăm sóc khách hàng, sự thân mật, vân vân. Đó, và cuối cùng là kết quả. Ví dụ như tôi đi tắm trắng thì nó cũng phải trắng lên, tôi làm mặt thì mặt nó cũng phải mịn màng hơn, vân vân. Tất nhiên là tôi đang lấy ví dụ trên video thôi, chứ còn thực tế thì như là da tôi thì da đàn ông không chăm sóc gì cả, thì cũng chỉ là gọi là da thì cái mịn khỏe thôi, chứ còn da thì nói thật là không đẹp tối, đúng không ạ? Vì không bôi kem chống nắng, không dưỡng đêm, không dưỡng ngày, không tẩy trắng, không tẩy da chết, vân vân. Đàn ông mà. Thế thì nếu như mà chăm sóc thì tôi nghĩ là cũng sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà đấy, như tôi đã nói là do văn hóa, do thói quen của người Việt, đàn ông thì chưa biết chăm sóc bản thân về mặt sắc đẹp nhiều. Thì đấy là cái nhánh thứ nhất, là nhánh lựa chọn các cái dịch vụ, các sản phẩm để mình kinh doanh trong spa của mình nhá. Thì với mỗi cái sơ đồ cây này tôi giảng đến đâu các bạn viết đến đấy, và các bạn ghi lại, và các bạn ứng dụng vào trong cái spa của mình, hoặc là ghi lại để sau này mình khởi nghiệp. Tiếp tục đến cái phần thứ hai, là chúng ta lựa chọn thương hiệu, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho spa của chúng ta. Ví dụ như là đầu tiên là chúng ta chọn một cái tên, tên là ABCXYZ, tên của vợ chồng con cái, tên viết tắt, tên ký hiệu, đúng không? Ví dụ như Phan Anh thì viết tắt là PA. Đấy, tiết kiệm thì viết tắt là Tiki. Đấy, hay là tên là Phùng Nga thì viết tắt là Puna, nghe rất là hay nhưng mà thực ra đấy là một cái tên viết tắt thôi. Đấy, một cái tên tiếng Anh gì đó. Đấy, hay là Rose, hay là Doctor gì đó, hay là Korea, hay là Swiss, Thụy Sĩ. Đấy, hay là một cái tên tiếng Pháp, hay tên một cái tiếng Latin.
có một ý nghĩa nào đó, đúng không? Và Roshi kiểu kiểu như thế. Nhưng mà khi chúng ta chọn một cái tên thì chúng ta nên lưu ý về cái chuyện là chúng ta kiểm tra về đăng ký tên miền, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đấy nhá, chứ không phải là xong mình cứ chọn bừa, xong đến lúc mình phát triển lớn thì mình không phát triển được. Đấy, bởi vì mình xác định sau này mình còn làm chuỗi mà, mình nhân chuỗi, mở rộng các điểm bán của mình ra, ví dụ 1 cơ sở, 2 cơ sở, 5 cơ sở, 10 cơ sở. Đấy, khi mình đã làm vững, làm tốt một cơ sở rồi, mình hiểu về cái cách vận hành, cách quản lý, cách tìm kiếm khách hàng rồi, thì mình bắt đầu mình mở thêm những cái điểm bán, mình gọi là nhân chuỗi đó. Đấy, hoặc là mình làm nhượng quyền thương hiệu. Đấy, lúc này là người ta phải mua cái quyền thương hiệu của mình thì người ta mới được sử dụng cái thương hiệu của mình, nó rất là có giá trị nhá. Cho nên là phải làm chuẩn ngay từ đầu. Đấy, chọn một cái tên gì cũng được. Đấy, sau đó là kiểm tra tên miền, website, fanpage, kiểm tra cái phần đăng ký sở hữu trí tuệ. Đấy, bước tiếp theo là chúng ta phải thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, màu sắc chủ đạo, biểu tượng. Đấy, thì hiện nay tôi thấy là rất nhiều các cái chủ spa là cái chọn cái hình có hình mặt cô gái, xong nó chọn một cái màu vàng. Thì ngày xưa thì dùng thế thì được, nhưng bây giờ thì không dùng được. Bởi vì sao? Nó quá nhầm lẫn với hàng nghìn các spa khác nhau. Cho nên cứ mạnh dạn chọn những cái logo thương hiệu khác. Đấy, lên mạng tìm. Còn nếu mà mình đầu tư thì mình có thể thuê các công ty thiết kế về nhận diện thương hiệu làm, hoặc là thuê thầy Phan Anh. Yên tâm đi, thầy Phan Anh làm rất đẹp. Đấy, thầy Phan Anh đã từng đạt giải nhiếp ảnh quốc tế và đã thiết kế cũng nhiều logo cho các hãng nha, nhiều logo luôn. Đấy, rất đẹp chứ không phải là không. Còn nếu mà muốn biết là làm cho những hãng nào rồi thì liên hệ với thầy, thầy tư vấn, thầy giới thiệu khách hàng cho. Đấy, làm cho những hãng lớn luôn. Đấy, thiết kế bộ nhận diện rồi thiết kế những cái logo rất là có ý nghĩa. Rồi, tiếp theo đấy là chúng ta chọn cái màu sắc chủ đạo, họa tiết chủ đạo nha. Nhưng không phải là cái hình mặt cô gái, bởi vì là nó gây nhầm lẫn. Và chúng ta tiếp theo là chúng ta nghĩ một cái slogan, hay còn gọi là cái câu khẩu hiệu. Ví dụ như là trẻ mãi với thời gian, đúng không ạ? Sắc đẹp ngút ngàn. Đấy, hay là vẻ đẹp của nữ hoàng, đúng không ạ? Hay tôn vinh phụ nữ Việt, đúng không ạ? Vâng. Hay mãi mãi tuổi thanh xuân, là những cái câu kiểu kiểu như thế. Rất là hay. Muốn thể hiện là trẻ và đẹp mà, đúng không ạ? Mình đẹp, mình có quyền, đúng không ạ? Ok, bất kỳ một cái câu nào là để mà xây dựng cái thương hiệu cho mình nó có đủ bộ. Đấy, và sau đó thì mình sẽ thiết kế một bộ nhận diện gồm logo, gồm màu sắc, gồm biển hiệu, gồm quần áo, gồm chăn màn, đúng không ạ? Các cái vật phẩm, standy, catalog, bao bì, nhãn mác sản phẩm. Đấy, thẻ danh thiếp, banner, website, poster, vân vân. Cả một bộ như thế rất nhiều. Nó khoảng độ 15-20 cái nhận diện. Đấy, và hướng dẫn cách sử dụng nhá. Thì thầy có thể thiết kế cho các bạn cả một cái bộ như thế rất đẹp. Rồi, thế còn khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh thì chúng ta trả lời câu hỏi ở đây này, là chúng ta làm mới, tức là chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, hay là chúng ta đã có spa rồi chúng ta làm. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta làm mới khởi nghiệp thì chúng ta làm từ đầu theo cái video tôi vừa hướng dẫn. Đấy, cả một cái video dài như thế. Còn nếu mà chúng ta đã là spa đang hoạt động rồi mà chúng ta xem video này của thầy, thì chúng ta sẽ xem xét từng các cái lời khuyên trong các nhánh, trong các cái ý như này. Bởi vì đây nó làm theo sơ đồ tư duy, tiếng Anh người ta gọi là mind map, và tiếng Việt gọi là sơ đồ tư duy hay là sơ đồ cây. Nó rất là dễ hiểu và dễ hình dung. Hay kể cả cái file này các bạn muốn xin, muốn mua thì thầy cũng có thể tặng và bán. Hay các bạn muốn tư vấn thì thầy cũng có thể tư vấn cho các bạn. Đấy, chưa làm thì khởi nghiệp, làm rồi thì làm sao ra có doanh số, đúng không? Rồi, tiếp theo là mục số 3. Đấy, vẫn ở đây là phần 1, đây là 1.3, là chúng ta xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Đấy, ví dụ như là giới tính, khu vực địa lý. Đấy, rồi thì trong mình làm spa ở huyện hay ở tỉnh. Ví dụ như ở Hà Nội thì mình sẽ có thể phục vụ được 8 đến 10, 10 quận, trong đó 8 quận nội thành. Thế nhưng mà mình ở tỉnh thì có khi mình chỉ làm được một huyện, hai huyện thôi, đúng không ạ? Mình có xác định sau này mình mở chuỗi, mở nhiều điểm, mình đánh ở thành phố hay là mình đánh ở nông thôn. Có những người, người ta chọn spa đi đánh ở các cái vùng nông thôn. Thế nhưng mà
muốn đánh được thì hãy nhớ rằng là chất lượng là phải đảm bảo, đúng không ạ? Và cái uy tín thương hiệu là phải có, sản phẩm và dịch vụ sử dụng là phải tốt, và làm ăn là phải uy tín chứ không ăn xổi. Hiện nay tôi được biết là cũng có rất nhiều các cái người mà đi dạy ăn xổi làm rất kinh khủng, kiếm nhiều tiền khoe mình có nhà đẹp, có xe đẹp, nhưng mà thực ra đấy là ăn xổi, tôi biết hoàn toàn. Nhưng mà thôi, đấy là công việc của người ta, mình phải làm, mình phải luôn luôn đặt pháp lý lên trên và đặt đạo đức kinh doanh lên khi mà mình làm kinh doanh. Đấy. Hay kể cả tôi cũng dành ra rất nhiều thời gian tôi nói về cái điều đó cho các anh chị, để giúp các anh chị tạo được cái giá trị kinh doanh cho mình. Đấy. Độ tuổi, đúng không ạ? Đây là đang nói về khách hàng tiềm năng đó. Từ 18 đến 55. Đấy. Bởi vì hiện nay phụ nữ thì các cái phụ nữ trung niên, ví dụ như là tuổi mẹ tôi hay tuổi mẹ của các anh chị, thì các bác vẫn có thể là đi phun môi này, đi phun mày này, đấy, hoặc là chăm sóc da mặt cơ bản này, hay là các bác bị nám này, bị đi đi làm đồng, nhất là các bác ở nông thôn đi làm đồng thì bị cháy này, đấy, da bị sạm này, sạm đen, đấy, thế thì cũng làm trắng làm sao là giảm bớt cái vị sạm đen đấy đi, do ánh nắng, do sương gió, đúng không ạ? Vâng. Đấy, nghề nghiệp ví dụ như là công chức công sở, nhân viên văn phòng, kinh doanh tự do, doanh nhân, vân vân. Đấy, những người mà muốn làm những cái làm đẹp, ưa thích những cái mỹ phẩm thời trang cao cấp, vân vân. Đấy, thu nhập thì có thể là có thu nhập từ 5 đến 20 triệu một tháng. Đấy, nhưng mà thực ra thì nếu mà làm spa thì có thể có cái thu nhập cao hơn. Vừa tùy cái dịch vụ nha, ví dụ như gội đầu hay là chăm sóc da mặt cơ bản thì khoảng 5 7 triệu là người ta đã làm được rồi. Thế còn những cái dịch vụ mà xịn sò hơn mà làm thường xuyên hơn thì họ phải có thu nhập tầm 10 triệu trở lên. Càng thu nhập cao thì họ sẽ có cái quỹ ngân sách làm đẹp cao hơn. Đấy, thậm chí họ có thể chi hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng cho việc làm đẹp. Nhưng mà đấy là đối với những người mà có thu nhập rất cao. Còn bình quân thì chắc là khoảng 10 đến 20 triệu, đúng không? Nhu cầu là làm đẹp hoặc sửa chữa khuyết điểm, hoặc là níu giữ tuổi thanh xuân. Nói chung là để mình đẹp hơn, tự tin hơn, đúng không? Ví dụ như phun môi, phun mày, gội đầu, chăm sóc da. Rồi thì có cả răng, có cả tóc. Nhiều lắm. Spa thì tóc với lại răng thì nó không liên quan, nhưng mà nó ý tôi muốn nói là những cái làm đẹp nói chung thì nó cũng bao gồm. Đấy. Ví dụ như là họ mua hàng theo phương thức nào, trên Facebook hay là trên web tìm kiếm, hay lướt TikTok hay Zalo, hay là thông qua cửa hàng, cửa hiệu của mình, địa điểm của mình ở cái spa trong thôn, trong xóm, ở phố hay là ở thành phố, ở trên một cái ngã ba ngã tư địa điểm đẹp, đúng không? Đấy. Thế mình phải chọn địa điểm để xác định là sau này có thể phát triển chuỗi, thiết kế cửa hàng mẫu, chuẩn hóa 3 giường hay 5 giường hay 7 giường, rồi gồm những cái trang thiết bị máy móc gì, chi phí đầu tư ra làm sao, hết bao nhiêu tiền, hạch toán kỹ. Thì cái phần này bên dưới tí nữa các bạn đã xem thêm, tôi sẽ nói kỹ hơn. Kế hoạch mở điểm như thế nào, đúng không ạ? Vị trí địa lý, rồi thì nhận diện thương hiệu, vân vân. Đấy. Họ mua hàng vì lý do gì, ví dụ họ đi làm đẹp khi nào, ví dụ như họ muốn, họ thấy mệt mỏi, họ muốn đi, họ muốn đẹp hơn, họ muốn xinh hơn, tự tin hơn, chuẩn bị cho đám cưới, một cái dịp đặc biệt nào đấy, sinh nhật người yêu, sinh nhật vợ hoặc chồng, con cái, đúng không? Đấy. Hay là tôi thấy là có nhiều phụ nữ mà ngày xưa là ví dụ như là vòng một này không có, nhưng bây giờ là nhờ có công nghệ nâng ngực bằng túi rồi bằng tiêm rồi vân vân, là họ thích nâng, bởi vì họ họ muốn có cái cảm giác đẹp, tự tin, họ chấp nhận họ làm, đúng không? Thì đấy là phẫu thuật thẩm mỹ rồi, nó không là spa đơn thuần nữa rồi. Spa đơn thuần thì thường là chỉ là những cái động tác bên ngoài, không không xâm lấn, không can thiệp. Còn những cái việc mà nâng ngực rồi thì nâng mông rồi thì hút mỡ thì nó là liên quan đến thẩm mỹ và có sự can thiệp của dao kéo, thì nó vẫn nằm trong ngành làm đẹp, nhưng mà nó không phải là spa nhé. Ok, họ họ mua hàng khi nào, hàng ngày, hàng tuần,
Đấy, hoặc là đặc biệt khi có lương, khi sắp sinh nhật, khi vân vân, khi đi du lịch, sắp sửa đi du lịch đúng không? Thích thì mua. Làm đẹp là một thói quen. Ví dụ như họ đi gội đầu thì họ sẽ thường là chăm sóc da mặt cơ bản, đắp mặt để cho da rẻ nó mịn màng hơn, nó đỡ khô, đỡ rát, đỡ đỡ nám. Ví dụ như thế, nó thành một thói quen nhé. Chăm sóc da mặt thì tôi thấy nó chưa phải là một thói quen thường xuyên liên tục với hầu hết các phụ nữ. Nhưng mà ví dụ như đi gội đầu thì bây giờ tôi thấy là hầu hết phụ nữ trẻ hay phụ nữ già là đều đi gội đầu, không không tự gội ở nhà nữa. Đấy, thế thì nó đã hình thành nên một cái thói quen như vậy. Thế thì mình phải nhớ là cái gội đầu ấy là cái rất là thường xuyên. Sau này các bạn sẽ đưa vào nó là một cái sản phẩm phễu. Vâng, và làm thế nào chúng ta thu hút được khách hàng nhanh nhất, rẻ nhất với chi phí tốt nhất để người ta đến với cửa hàng của chúng ta đông khách đúng không? Đấy, và chúng ta cần phải có trả lời câu hỏi này và phân tích được cái lợi thế kinh doanh của chúng ta là gì, ví dụ như về địa điểm, về ngoại hình, về tay nghề, về công nghệ marketing online, về tài chính, đấy, vân vân. Tiếp theo đấy là chúng ta phải lựa chọn địa điểm. Nếu như chúng ta bắt đầu mở điểm và bắt đầu công việc spa, làm kinh doanh spa của chúng ta, thế thì lựa chọn địa điểm thì chúng ta phải xem, đầu tiên là xem về tính sở hữu. Đấy, chẳng hạn như là cái địa điểm này là của nhà mình hay là mình đi thuê hay mình hợp tác. Và nếu mà tuyệt vời nhất là của nhà mình thì mình giảm được cái rủi ro, không phải lo lắng quá nhiều về cái việc là bây giờ mình đi thuê mình phải tốn kém, nhỡ không làm được thì mình thua lỗ rồi vân vân. Đấy, nhưng mà nếu mình không có thì mình phải đi thuê. Đấy, đi thuê thì mình phải tính toán đúng không ạ, thuê bao nhiêu, đấy, sang sửa như thế nào, diện tích ra làm sao. Nếu mà hợp tác thì anh có địa điểm, tôi có tay nghề, hợp tác như nào, đóng góp ra làm sao, đặt câu hỏi và làm hợp đồng rất là rõ ràng cho tôi nhé. Diện tích, giá thuê mặt bằng, đấy, có chỗ để xe rộng rãi hay không, đấy, khu vực dân cư 3 đến 5 km quanh đấy là đối tượng như thế nào, mình phải đi khảo sát. Đấy, thí dụ như là toàn dân lao động, tôi nói thí dụ thôi, buổi sáng thấy toàn xe máy cọc cạch, xe đạp cọc cạch, xong rồi toàn thấy vác cuốc xẻng, thì chỗ này mà làm spa thì khả năng là tình trạng chết đói sẽ cao. À, đấy là nói vui. Thế nhưng mà buổi sáng thấy nườm nượp xe ô tô, xe máy, quần áo là lượt đi qua, nước hoa thơm phức thì đúng rồi. Đây là cái chỗ này là cái chỗ mà không làm thì phí quá, đúng không? Đấy, ví dụ đấy, mình phải phải phân tích 3 đến 5 km ở cái địa điểm mình thuê, dân cư như thế nào. À, đấy là dân ở đây hay là dân ở chỗ khác đến, hay là dân văn phòng đi làm hay là người ta ở đây. Có những chỗ ban ngày rất náo nhiệt nhưng ban tối lại không có ai, bởi vì nó là dân văn phòng nó đi làm. Đấy, lưu ý nhá. Đấy, chi phí đầu tư vào địa điểm đấy, sang sửa, ví dụ như biển hiệu, nội thất, bàn ghế, trang thiết bị, máy móc, máy tính, phần mềm, sơn sửa, các cái chi phí khác là bao nhiêu, phải hạch toán ra nhá, phải rất là rõ ràng, lên danh sách các cái chi tiết về số lượng, chủng loại và giá cả. Và tôi khuyên rằng là nếu có thể thì nên đi mua đồ cũ, đồ thanh lý, tự mua để giảm giá, giảm chi phí. Vì hiện nay rất nhiều các spa mở ra sau nó không thành công, đóng bán lại. Đấy, mình mua cái đồ thanh lý nó rẻ, mình sơn sửa lại cho nó tiết kiệm. Đấy, còn nếu mà mình nhiều tiền mà mình quyết quyết liệt thì đơn giản thôi, mình làm mới hết, cái đấy tuyệt vời quá đúng không? Đấy, nhưng mà nó sẽ đẩy cái điểm hòa vốn nó cao, đẩy cái thời gian hòa vốn nó cao, rủi ro nó cao. Đấy, đấy là lời khuyên của tôi thôi. Rồi, thế nếu mà bây giờ chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta phải trả lời là khi nào chúng ta nên khởi nghiệp spa đúng không? À, theo lời khuyên của thầy Phan Anh thì khi mà chúng ta thạo nghề, chúng ta có chứng chỉ hành nghề tốt, chúng ta tự tin vào tay nghề là làm đẹp, nhá, phun môi thì đừng có hỏng đúng không? Làm mày thì đừng có hỏng, trông cái mày trông phát khiếp lên được ấy. Thì đừng có làm. Chúng ta phải thạo nghề đã, rồi có thể 3 tháng 6 tháng thạo nghề, chấp nhận đi học nghề, chấp nhận bỏ tiền ra đi học. Và sau đó là chúng ta cũng sẽ phải có tích lũy một cái số vốn tối thiểu. Vốn tối thiểu để khởi nghiệp bao gồm là đầu tư trang thiết bị, thuê mướn mặt bằng, rồi nuôi quân, rồi 3 tháng 6 tháng sau khi mở ra không có khách mình phải 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 nuôi khách hàng vân vân. Và nếu mà các anh chị có địa điểm kinh doanh tốt hoặc là gia đình mà có mặt bằng luôn thì tuyệt vời, thì xin chúc mừng
Đấy là lợi thế rất là lớn. Một số bạn mà có ngoại hình xinh đẹp, có các khéo tay, có các cái kênh Facebook hay là kênh TikTok hay kênh Zalo, kênh YouTube mà có lượt xem theo dõi lớn thì cũng rất là tuyệt vời. Thì chúng ta nên tập trung vào những điều đấy. Thì đây thì tôi cũng có viết một cái bài viết là 15 cái nỗi đau tột cùng của chủ spa. Tôi viết trên cái web của tôi. Viết cũng lâu rồi, bài viết rất là dài, đúng không ạ? Thế thì vì sao mà chúng ta khởi nghiệp thường thất bại? Đây là những cái vấn đề mà khi mà chúng ta khởi nghiệp thất bại thì chúng ta phải lưu ý. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là đấy, mở spa nó cũng dễ, nên là không đòi hỏi quá nhiều vốn liếng, quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mà chính nó làm cho chúng ta lại thấy là chúng ta dễ bị dễ khởi nghiệp quá, nên chúng ta làm là sẽ không thành công, đúng không? Đấy, các cái mặt trái, ví dụ như là mình thấy rằng là cạnh tranh này, ai cũng mở được này, đau đầu về vấn đề cộng sự nhân viên này, ví dụ như là nhân viên thì cứ cứng một chút thì lại ra mở riêng, đem theo khách hàng đi. Đấy, có nhân viên nhưng mà không biết làm hoặc làm không đúng ý. Đấy, có nhân viên nhưng mình vẫn phải hò hét làm mọi thứ. Đấy, phụ thuộc vào nhân viên giỏi. Đấy, bị nhân viên lừa hoặc bán đứng. Đấy, hoặc là không tìm được nhân viên tốt, vân vân. Đấy. Đấy, rồi thì chúng ta không quản lý được nhân sự, đúng không ạ? Và rồi thì chúng ta không biết cách tìm kiếm những khách hàng. Đấy. Vì là chất lượng của chúng ta kém, thương hiệu của chúng ta mới, khả năng chạy quảng cáo của chúng ta cũng lại chạy ngân sách thấp nhưng lại đòi có kết quả ngay. Quảng cáo thì bây giờ ngày càng đắt đỏ, giá thầu ngày càng cao, chi phí quảng cáo đắt đỏ, tiếp cận thấp, tỷ lệ chốt đơn thấp, chết tài khoản hoặc là không phê duyệt quảng cáo rất nhiều, vân vân. Thì tất cả những cái nỗi đau này chúng ta phải biết và chúng ta phải xử lý được. Khi chúng ta xử lý được thì chúng ta mới tự tin chúng ta khởi nghiệp, hoặc là chúng ta phát triển tiếp cơ sở 2, cơ sở 3, hoặc là cơ sở tiếp theo làm chuỗi nhiều, không biết chăm sóc khách hàng và làm hài lòng các khách hàng hiện tại. Đấy, lúc nào cũng đi tìm khách hàng mới nhưng mà lại không chú trọng vào khách hàng hiện tại. Đấy, đúng không? Không biết chăm sóc ra sao, quy trình như thế nào, ai chăm sóc, tần suất chăm sóc, phần mềm gì, vân vân. Khách hàng đã đi đâu, đúng không? Là bán phá giá điên cuồng, đúng không? Chủ spa là giảm giá khuyến mại cho suốt, chất lượng kém, đúng không? Chạy đua giảm giá. Thế thì giảm giá nhiều thì khiến cho khách hàng cảm thấy lo lắng, khách hàng cảm thấy không tin tưởng, và họ sẽ nghi ngờ cái chất lượng và mình không còn tiền để làm nữa. Rồi chủ spa này không biết làm mới sản phẩm, không biết gia tăng giá trị khách hàng. Ví dụ như là có cái tên mới, có cái công nghệ mới, có cái liệu trình mới để mình tạo ra được cái giá trị mới. Tại sao phải làm mới sản phẩm, đúng không? Rồi thì chúng ta tạo ra giá trị mới, ví dụ như tập trung vào quy trình hệ thống, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tạo ra những cái giá trị cho khách hàng và sử dụng những cái yếu tố về sản phẩm, về công nghệ đó. Hình ảnh của thương hiệu, thái độ của nhân viên, chăm sóc khách hàng, vân vân. Kỹ năng bán hàng còn yếu kém, kỹ năng chốt đơn còn yếu kém, làm từ kỹ thuật viên đi lên, đúng không? Chúng ta phải biết phân tích khách hàng, phân tích các sản phẩm dịch vụ của mình, phân tích hành vi mua, vân vân. Tất cả những cái đấy phải học, phải làm. Thì đây là cái 15 cái nỗi đau mà tôi viết rất là chi tiết, cực kỳ chi tiết luôn. Tôi là người viết. Đấy. Học kỹ năng bán hàng, học kỹ năng chốt đơn, học kỹ năng tư vấn, học kỹ năng bán chéo, đúng không? Rồi thì không biết làm marketing, thuê thì cũng không biết làm, rồi suốt ngày lo cái này lo cái kia, đấy. Mà thuê thì bây giờ cũng không hiệu quả, quảng cáo thì bây giờ nó sẽ đắt đỏ, không có ngân sách quảng cáo, có ngân sách thì lại không hiệu quả, đốt tiền. Rồi khách hàng cứ
suốt ngày dục quảng cáo tại sao không ra đơn anh ơi, thương hiệu thì mới mở ra chạy cái đòi có đơn ngay rất mệt mỏi, chạy rất mệt mỏi đấy. Chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân, sử dụng marketing không đồng đấy, quảng cáo phải quảng cáo lâu dài và phải có ngân sách tốt, có độ bền đấy, đúng không? Rồi thì các cái vấn đề về tư duy ăn xổi, làm dịch vụ không hiệu quả, không an toàn, trông mong vào cái sự tử tế, trông mong vào những cái tác tác động có ngay, vân vân. À, không biết xây dựng thương hiệu cá nhân cho mạng xã hội của người chủ. À, thì tất cả những cái yếu tố này các bạn thấy đấy. Các bạn search cái từ khóa 15 cái nỗi đau tột cùng của chủ spa, các bạn sẽ ra cái trang PA Marketing này, các bạn sẽ đọc được. Đấy, có từng bài một cực kỳ chi tiết. Cái bài nó quá là dài và kinh khủng như này, quá là hay. Không biết quản lý tài chính đúng không? Quản lý dòng tiền, những chi phí hàng ngày, chi phí biến đổi, chi phí cố định, chi phí khuyến mại, khấu hao vân vân. Không biết tính lợi nhuận, dòng lợi nhuận gộp, các cái quỹ như thế nào, tạo lập quỹ phòng ngừa, quỹ rủi ro, ví dụ như trong Covid mình phải làm gì đúng không? Rồi thì không biết hoặc chưa biết khả năng tự học hỏi, nâng cao tay nghề, chất lượng dịch vụ, cập nhật công nghệ, kinh doanh bất chấp sử dụng các cái sản phẩm kem trộn đúng không? Những cái sản phẩm mà không có nguồn gốc xuất xứ, không kiểm định được, hớt váng lừa dối khách hàng, hoặc là cuối cùng là không biết chăm sóc hàng sau bán. Quy trình như thế nào, chăm sóc kết bạn, rồi tạo các cái chương trình tái mua, tặng quà. Đấy, tặng quà giá rẻ nhưng mà rất là tình cảm, phân chia thành các nhóm khách hàng ra để chăm sóc, tặng dịch vụ miễn phí vân vân. Đấy. Đấy, đây có cả cái khóa học về kinh doanh của ngành làm đẹp. Đấy, đây là có một cái khóa học như này rất là dài, rất là chi tiết, nó phải tầm 30 giờ. Đấy, các bạn có thể mua toàn bộ cái bộ khóa học này các bạn học. Đấy, ok. Thế thì tôi nói tiếp cái phần đấy, khi nào thì chúng ta khởi nghiệp thì có những lời khuyên rồi, và những cái sai lầm khi khởi nghiệp là gì thì tôi có nói, các bạn đọc kỹ, các bạn Google search cái từ khóa là 15 nỗi đau tột cùng của trang pmarketing.vn, tôi khẳng định là 100% là đấy là bản quyền là tôi viết nhé. Nếu các bạn search trên những web khác mà các bạn thấy thì họ đều đi copy ăn cắp của tôi, vì tôi là người viết bài này, tôi dám tự tin khẳng định mọi người về chất lượng chuyên môn của tôi rất là tốt. Rồi tiếp theo đến mục số 2 là chiến lược về giá bán. À, ví dụ như là định giá các cái dịch vụ của mình dựa trên các cái chi phí bóc tách, như là mặt bằng, điện nước, internet, thuế, lương nhân viên, khấu hao cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, chi phí đồ dùng, các cái chi phí khác. Thế thì mình xem là mình định giá như thế nào. Định giá so sánh với đối thủ, định giá so sánh tại địa phương, định giá với tập khách hàng và định giá dựa trên chi phí. Đấy. Thế là tạo phễu, cái gì là phễu, cái gì là dịch vụ đường dẫn giá rẻ miễn phí phải tính, bởi vì cái này nó thuộc về chi phí. Đấy, chương trình khuyến mại, chương trình combo, sản phẩm dịch vụ đường dẫn nhá, không tùy tiện giảm giá nhưng mà phải có chương trình phễu. Ví dụ như là tôi đã giúp một cái spa trong trong ngõ ở Hà Nội nhá, mới đây này, 2 tuần trước. Đấy, là cái học viên này tôi đã tư vấn từ Tết. Thì là mới đây là bạn ấy tiếp tục mua một cái gói tư vấn riêng nữa. Thì bạn này có một cái spa có 4 giường ở trong ngõ ở Hà Nội, ở một cái huyện cũng, ở một cái phường cũng xa xa, mãi ở tận Nam Thăng Long cơ. Thế mà doanh thu bây giờ tăng 200 triệu một tháng và lợi nhuận cũng đạt khoảng 80 triệu. Thế thì thứ nhất là bạn ấy có spa của nhà, làm tại nhà, nó đỡ áp lực rồi, không mất tiền thuê, chỉ mất tiền đầu tư ban đầu thôi. Đấy, sau đó thì bạn ấy cũng có một cái lượng khách nhất định nhưng mà không đáng kể. Đấy, sau dịch đóng cửa thì cũng mất hết khách. Đấy, thế thì tôi có tư vấn là bây giờ làm cái dịch vụ gội đầu, làm cái dịch vụ gội đầu. Bình thường hiện nay là các chị em đi gội đầu là chỉ có 30 35 nghìn thôi. Đấy, thế bây giờ tung cái gói dịch vụ gội đầu miễn phí hoặc là thu với giá 19.000, giá rất là rẻ. Thì với cái gói gội đầu 19.000 như vậy thì khách hàng gần như là sẽ ngay lập tức
là đến gội đầu. Và khi đến gội đầu thì mình sẽ vẫn sẽ làm tốt cái chi phí cho cái gói dịch vụ 19.000 thì gần như mình hòa. Đấy, tiền dầu, tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên là mình hòa. Đấy, thế nhưng mà cứ khách vào là mình bắt đầu là mời làm cái chăm sóc mặt cơ bản. Đấy, đã được 100.000 rồi thì cũng lãi được mấy chục rồi. Đấy, xong bắt đầu lại trị mụn, xong thì ngâm chân, xong thì làm body vân vân. Đấy thì là cái phễu, nó chính là cái dịch vụ ở đầu. Và từ cái phễu đấy, khách hàng rất hài lòng là họ giới thiệu thêm rất nhiều khách hàng nữa. Chúng ta mất 15.000 tiền 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 phí gội đầu nhưng mà chúng ta lại không mất tiền quảng cáo. Trong khi đó nếu mà chúng ta chạy quảng cáo Facebook bây giờ 1 triệu chưa chắc đã có người đến. Thế chúng ta làm cái gội đầu có 15.000 thôi chúng ta lại rất là ngon, 19.000 thôi lại rất là ngon, thì gần như khách cứ nườm nượp. Và khách đến là bắt đầu ta làm trị mụn này, ta làm nám này, ta làm chăm sóc da mặt cơ bản này, đấy, ta làm gội đầu dưỡng sinh này. Thế là ta kiếm được khoảng 200-300.000 cho một đầu khách rồi. Một ngày mà chúng ta làm cứ khoảng độ doanh số 200 triệu thì nó tương đương với khoảng độ 7 triệu một ngày. Đấy, 7 triệu một ngày mà mỗi một đầu khách khoảng 300-400.000 thì ta cần khoảng 20 khách. Đấy, với 4 giường là hoàn toàn khả thi. Đấy, với 4 giường, 4 nhân viên. Đấy. Thì là lợi nhuận cũng rất là tốt vì ngành này lợi nhuận nó cũng cao vì làm dịch vụ mà. Đấy, chúng ta cũng cần quan tâm đến cấu trúc về chi phí. Đấy, ví dụ như giá vốn hàng bán, chi phí nhân viên, đây là cái con số tôi ước tính thôi. Đấy, các bạn sẽ điền cái số thật của mình vào. Đấy, chi phí quảng cáo bán hàng, chi phí mặt bằng, điện nước, internet, lợi nhuận kỳ vọng, các chi phí khác, chi phí sản xuất media nếu có, vân vân, chi phí khấu hao tài sản, ví dụ như máy móc, giường, spa đấy, đúng không ạ? Rồi các cái máy mình mua, rồi trang thiết bị, nội thất, sofa mình đầu tư, đúng không? Chi phí tái đầu tư nếu có, chi phí vốn vay, ví dụ như mình không có đủ tiền mình phải đi vay ngân hàng chẳng hạn nên cũng phải tính nhá. Tất cả những cái này ngồi viết Excel hoặc là viết vào vở, ngồi tính toán là mình cần bao nhiêu tiền, điểm hòa vốn mình tính như thế nào. Điểm hòa vốn là bán được bao nhiêu đơn hàng thì mình mới hòa vốn ngày hôm đó, doanh thu bao nhiêu tiền mình mới hòa vốn. Nếu điểm hòa vốn càng cao thì cái rủi ro của mình càng cao, điểm hòa vốn thấp thì cái rủi ro của mình nó sẽ thấp. Đấy, đấy rồi thì về doanh thu, ví dụ như là doanh thu đúng không, chúng ta ước tính các cái doanh thu trong những tháng tiếp theo, chúng ta là ước tính là doanh số là bao nhiêu. Đấy, có bản Excel và có cái bản dòng tiền cần phải có, tính toán các loại chi phí cố định, chi phí biến đổi vân vân. Đấy, thì ta tính ở đây tôi làm mẫu thôi nha, mình phải tính hết những cái này để mình xem là cái khởi nghiệp của mình có khả thi hay không, cái mức độ thành công của mình có thành công hay không. Ví dụ như là mình mới mở mà yêu cầu một doanh số 200 một tháng mới hòa vốn thì rõ ràng là mình phải đổi thành bao nhiêu khách hàng với như nào, phải dùng cái cách gì, liệu rủi ro của mình nhá. Doanh số mình sẽ đề ra theo tháng, theo quý rất là chi tiết. Và doanh số này đến từ trị mụn là bao nhiêu, đến từ gội đầu là bao nhiêu, đến từ phun xăm là bao nhiêu, đến từ thêu là bao nhiêu, đến từ cái gì gì đấy nhá. Mình phải có sản phẩm đường dẫn, thậm chí là có thả cả sản phẩm đào tạo nữa. Đấy, rồi tuyển người đúng không ạ, rồi tuyển người mình tuyển như nào, trả lương trả thưởng như nào. Đấy, thì cái cơ sở mà tôi nói cái bạn mà tăng cái spa trong ngõ này tăng lên ấy, thì trước đây bạn ấy cũng gặp vấn đề với nhân sự, bạn ấy cứ trả lương nhân sự thấp, nhân sự nghỉ suốt. Tôi đến thì tôi nghe xong rồi tôi thấy bảo thế thì tôi bảo là bây giờ phải trả cao lên, thị trường người ta đang trả 6 triệu thì em trả 8 9 triệu vào cho thầy, trả cao lên thì người ta sẽ yên tâm người ta làm, cộng với lại thưởng cho người ta trên mỗi một đầu khách nếu mà làm được, tùy từng dịch vụ, cái thì 5.000 cái thì 3.000, cộng vào làm sao mà bây giờ thu nhập đảm bảo cái thu nhập ở Hà Nội cho người ta khoảng 12 đến 15 triệu cầm về cuối cùng đúng không? Đấy, hoặc là nhiều hơn nữa thì người ta càng càng yên tâm người ta làm. Đấy, và tuyển thì tuyển các bạn trẻ có tay nghề luôn, xinh xắn. Đấy, để làm gì, để mà từ cái xinh xắn, từ cái có tay nghề đấy thì mình mới giữ được khách, chứ mình tuyển đội rẻ xong vào mình đào tạo xong nó làm không ra gì thì mất hết khách. Đấy, nó là như vậy. Đấy, rồi tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến các cái kênh phân phối bán hàng và marketing đúng không? Ví dụ như website thì có đầu tư web hay không,
viết nội dung SEO như nào, vân vân, chạy Google Ads hay không, ai phụ trách thiết kế như nào, ngân sách bao tiền. Đối với các spa lớn thì chúng ta cũng sẽ phải làm nha, đối với các spa lớn thì chúng ta phải làm, nhưng mà các spa nhỏ thì chúng ta cũng không phải làm đâu. Còn về mặt dài hạn thì chúng ta có thể làm thôi, còn ngắn hạn thì có thể chúng ta chưa cần làm, nhưng các spa lớn thì bắt buộc chúng ta phải làm website, và chúng ta phải có người chăm web, SEO web, viết bài, chạy quảng cáo, ngân sách bao nhiêu, như thế nào, vân vân. Chứ không là chúng ta không làm được đâu. Có cái web ra cuối cùng lại không có ai xem, tốn đống tiền, xong lại bảo là anh ơi em làm web nhưng mà chẳng ai xem cả. Bởi vì là chúng ta có làm gì đâu. Giống như web của thầy Phan Anh đây này. Thầy Phan Anh phải viết một bài viết cực kỳ dài, cực kỳ chất lượng, cực kỳ thực tế. Bất kỳ một cái người chủ spa nào mà đọc đều phải tâm đắc, đều phải nhận thấy rằng là rất là đẹp, rất là hay, rất là tốt. Đấy. Web viết rất nhiều bài viết thế thì nó mới có truy cập, đúng không ạ? Mình cũng phải mất công, mất sức. Đấy. Và chi tiền mỗi một năm bây giờ cũng mất bao nhiêu tiền tiền quảng cáo. Đấy. Bao nhiêu tiền tiền viết bài. Đấy. Hay kể cả Facebook cũng thế. Đấy, Facebook cũng phải đăng thường xuyên liên tục. Đấy, chúng ta thấy không? Có mất công đấy, không phải đơn giản đâu. À đây, trước khoe học viên học TikTok chạy về học phát làm video mấy triệu view ngay, 5 triệu 200 nghìn này, còn các video khác toàn 6 700 nghìn này. Đấy, khóa TikTok cũng phải khoe lên cho người ta biết, đúng không? Đấy, rồi Facebook, fanpage để Facebook cá nhân này làm như thế nào? Group làm như thế nào, marketplace đăng giao vặt ra sao, thì cái này các bạn nếu mà có thời gian các bạn nên học các khóa học của tôi nhá. Chạy quảng cáo Facebook tối ưu, đối tượng chạy quảng cáo, chuẩn bị tài khoản kênh bán, đúng không? Đấy, rồi thì content tối ưu chi phí, tập trung vào quảng cáo như thế nào, livestream tư vấn làm đẹp, làm TikTok ra làm sao, làm Facebook Reels tức là short video của Facebook như thế nào. Tất cả những cái phần này thì tôi sẽ đào tạo trong một khóa học về Facebook marketing và TikTok marketing nói chung. Do thời lượng của video cũng khá là dài rồi nên tôi sẽ phải nói nhanh. Về TikTok thì cũng có sản xuất video, phát triển kênh, tăng lượng theo dõi, rồi thì tạo quảng cáo TikTok Ads, rồi tạo cái TikTok profile để phát triển kênh, rồi thì cũng livestream TikTok và tạo TikTok Shop. TikTok Shop nha, TikTok profile hay còn lại phát triển kênh, cái này cũng sẽ phải học. Đấy, nhưng mà nghe lời tôi hãy tập trung vào và làm TikTok kênh đi, tức là TikTok profile. Đấy, sau đó thì kết hợp thêm với TikTok Shop, TikTok livestream nữa là rất là ổn. Zalo, Zalo cá nhân, Zalo hội nhóm, Zalo OA, Zalo quảng cáo và sử dụng các cái tin nhắn Zalo Prosket, sử dụng tin nhắn tự động của Zalo cũng rất là thú vị đối với những hãng lớn. Có thể Zalo cá nhân thì kết bạn này, kết chăm sóc khách hàng này, đăng tin này, quét quanh đây để tìm thêm khách hàng mới này, lưu số điện thoại khách hàng và đăng bài hàng ngày, quét video các hình ảnh, đúng không? Có kế hoạch chi tiết cho từng kênh nhá. Media thì tự chụp hay là tự làm hay là thuê, nếu mà thuê thì chi phí như thế nào, để làm gì, phải đưa lên mạng Facebook, TikTok, Zalo thì phải có người chụp ảnh, gắn logo vào, không người ta lấy mất ảnh của mình. Nhất là làm đẹp, phun môi, phun mày gì, rồi thì tiêm, rồi thì làm răng, làm giết các thứ, là sau này phải sử dụng các hình ảnh đấy để làm feedback, làm phản hồi khách hàng, đúng không? Làm minh chứng, vân vân. Đấy, tiếp theo là doanh số cần phải phân bổ theo kênh, theo tháng, theo từng dịch vụ cụ thể để mà mình theo dõi cho nó dễ, đúng không? Các phần mềm cần mua để quản lý cho cửa hàng nếu có. Ví dụ phần mềm quản lý fanpage, quần thì quản lý bán hàng, các phần mềm khác, chi phí mua ra sao, có nên đầu tư hay không? Trả lời hết những cái câu hỏi này nhá. Mỗi một cái nhánh, mỗi một cái sơ đồ cây của tôi là đều là những cái câu hỏi, những lời khuyên của tôi dành cho các anh chị. Chi phí truyền thông, xây dựng thương hiệu, vân vân. PR, báo chí, thuê người nổi tiếng, rồi thuê người đẹp đến, rồi thì tổ chức sự kiện này nọ. Thế về nhân sự, đúng không? Về nhân sự, tuyển người như thế nào, kênh tuyển, mức lương, mức thưởng,
các vị trí trong spa của mình, tùy lớn hay nhỏ nhé. Lớn thì cần nhiều vị trí, nhưng mà nhỏ thì có khi chỉ cần mỗi kỹ thuật viên thôi. Yêu cầu về nhân sự như thế nào, kỹ năng cần thiết được đào tạo, kênh tuyển dụng, hợp đồng lao động, cách thức tuyển dụng, đúng không ạ? Đấy, tuyển dụng nhân sự bây giờ cũng không dễ đâu, khó đấy, tranh cướp nhau về người đấy. Lịch trình làm việc, chấm công, đào tạo cho nó, hướng dẫn cho nó. Tốt nhất là tuyển người ngoan, người ngon ngay từ đầu, thì sau này mình sẽ rất là nhàn nhá. Văn hóa cho doanh nghiệp, văn hóa cho spa, quan tâm đến các em nó một chút. Đấy. Giao việc rõ ràng, hướng dẫn chi tiết. Đấy. Lời khuyên của tôi đối với tất cả các spa đấy là đều nên tuyển nhân viên xinh đẹp, trẻ trung, nhanh nhẹn, dễ hiểu, trả lương cao hơn chút, và cho ăn theo sản phẩm, hướng dẫn quy trình rõ ràng, cứ thế mà làm. Đấy, có camera, có giám sát, có phản hồi khách hàng. Ok, đào tạo nhân sự, nội dung đào tạo, thời lượng đào tạo, slide file đào tạo, bao nhiêu buổi, ai đào tạo. Nếu không biết đào tạo về bán hàng, về marketing, về quảng cáo, về chăm sóc khách hàng thì thuê thầy Phan Anh đấy cũng được. Đấy, còn mình về spa thì thôi, tôi không hướng dẫn, tôi không bảo là bây giờ massage như này đẹp, massage như kia, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn cách chào hỏi, cách nói chuyện, cách lấy lòng khách hàng, cách chăm sóc, cách chạy quảng cáo, cái gì tôi cũng hướng dẫn được. Xây dựng trải nghiệm khách hàng tuyệt vời cho spa của mình, cho cơ sở kinh doanh của mình, đúng không? Đấy, rồi thì cổ đông, những người đồng sáng lập là những ai, đấy, chính sách kỳ vọng là gì, đấy, vân vân, lựa chọn những người phù hợp với mình. Chính sách về lương, về thưởng, phụ cấp, rồi thì các cái lợi ích xã hội khác dành cho người lao động của mình nha, rõ ràng. Sau đó là đến tiếp theo, đấy là cái phần số 5 là vốn và dòng tiền. Số lượng vốn để đầu tư bao gồm vốn tự có, vốn đi vay, vốn dự trù, vốn đầu tư tối thiểu, vân vân. Lộ trình tăng vốn như thế nào, tính điểm hòa vốn thì ta tính rồi, bao giờ bao lâu thì hòa vốn, lộ trình doanh số, tính toán dòng tiền, cổ đông chia lãi như thế nào, báo cáo doanh số hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Đấy, và thu tiền, đặt các mục tiêu báo cáo và đánh giá, đúng không? Số nhận tiền hàng, tài khoản, thuế má, rồi dòng tiền lưu chuyển, nhất là chúng ta có chuỗi, có nhiều spa hoặc spa đầu tư lớn. Đấy, spa đầu tư lớn, quản lý tài chính thất thoát như thế nào, đúng không? Phân tích bằng phần mềm quản lý tài chính hoặc là bằng Excel. Tiếp theo đấy là chúng ta phân tích về thị trường, phân tích môi trường bên ngoài, cái này hơi phức tạp, mà đối với spa nhỏ thì không cần thiết, cứ làm thôi. Phân tích SWOT thì cần thiết, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức là gì. Đấy, ví dụ điểm mạnh về sản phẩm, về giá, kênh, kinh nghiệm, về tay nghề, có khả năng tài chính, có ngoại hình xinh đẹp, có địa điểm kinh doanh tốt, được sự hậu thuẫn của gia đình, vân vân. Đấy, là một hot TikToker, vân vân, đều được. Đấy, điểm yếu là gì, ví dụ như chưa am hiểu về kênh bán, chưa có kinh nghiệm làm marketing, chưa có nhân sự, chưa có chuyên gia về kinh doanh marketing cố vấn, không biết làm, vốn nhỏ, trái ngành trái nghề, làm vì đam mê, đúng không? Phân tích hết ra, phân tích về khoảng trống thị trường, phân tích về khách hàng, dịch vụ chủ đạo là gì, đường dẫn là gì, sản phẩm bán kèm, sản phẩm đường dẫn, sản phẩm bán chính. À, ước lượng dung lượng thị trường trong khu vực và khả năng phát triển chuỗi. À, nếu mà các bạn có nhu cầu phát triển chuỗi thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Trước đây thì tôi làm về thời trang thì tôi cũng có chuỗi về thời trang, cũng mấy chục cửa hàng cùng với sếp của tôi. À, nhưng mà hiện nay thì tôi đi làm đào tạo, làm tư vấn, tôi vẫn đầu tư ở đấy nhưng mà tôi không còn quản lý nữa, mà tôi có mười mấy năm kinh nghiệm làm chuỗi, nhân chuỗi về thời trang. Đã từng đi bỏ hàng ở các cái chuỗi khác rất nhiều, từ 15 16 năm về trước cơ. Và bây giờ là giảng viên đại học kiêm là chuyên gia tư vấn chiến lược rồi ạ, và đào tạo về marketing bán hàng online. Đấy. À, phân tích các rủi ro về tài chính. À, ví dụ như thua lỗ, khi nào thì nên dừng dự án. À, các chỉ số báo hiệu dự án thất bại, nguy cơ thua lỗ là như thế nào, khả năng hòa vốn là bao nhiêu phần trăm. Nếu có lãi thì lãi bao nhiêu, lãi mỗi tháng và chia lãi như thế nào, tái đầu tư như thế nào nha. Cái sơ đồ mind map này rất là kỹ, rất là kỹ. Tôi nói từ nãy giờ hơn một tiếng rồi chưa xong. Phân tích các yếu tố dẫn đến sự thành công của dự án là gồm những yếu tố nào, yếu tố nào quan trọng nhất, tỷ trọng của từng dự án, từng yếu tố trong dự án.
Với các bạn là những người mà đi làm thuê, học nghề và có ước mơ mở spa thì rất là tốt đấy, nha, tôi luôn luôn ủng hộ. Nhưng mà trước khi làm, nếu may mắn được xem những video này thì hãy trả lời tất cả những câu hỏi này xong thì hãy làm, bởi vì lúc đấy mình làm cái cơ hội thành công của mình sẽ rất là cao, và nếu mình thành công thì mình cũng kiếm được nhiều tiền, hay còn không thì mình sẽ tiết kiệm được cái khoản thời gian, cái chi phí mình khởi nghiệp nó thất bại, đúng không? Các nguyên nhân thất bại là gì, làm sao để tránh những nguyên nhân cụ thể, thì trong cái 15 nỗi đau tột cùng đấy là có hết. Mình đọc cái bài đấy nhá. Không am hiểu trái ngành trái nghề thì không có tài chính, địa điểm không tốt, không biết quản lý nhân viên, không biết đào tạo, không biết marketing online, vân vân, kiểu như thế. Rồi phân tích đối thủ trong khu vực, đối thủ có điểm mạnh điểm yếu gì, giá bán ra làm sao, mình nên đánh vào cái đoạn nào đấy. Sau đó thì đến chăm sóc khách hàng, bán hàng, ví dụ như quy trình chăm sóc khách hàng, chốt đơn, tư vấn trên Facebook, trên website, rồi thì trên Zalo, TikTok, vân vân, tổ chức live stream, vân vân, đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ làm các cái phần liên quan đến đào tạo cho nhân sự, tạo sự nhận diện thương hiệu, viết các cái chương trình chăm sóc khách hàng VIP, tần suất chăm sóc khách hàng như thế nào, kênh và quy trình, công cụ, quà, ngồi tưởng tượng hết ra nhá. Rồi thì bán hàng thì có thể là đưa cả những cái đơn vị vận chuyển, nếu mà chúng ta muốn đưa thuốc của chúng ta cho khách hàng để họ làm đẹp, họ tự bôi tự uống, ví dụ thế. Còn không thì mình không cần quan tâm. Spa thì chủ yếu là tại địa điểm thôi, đúng không? Cái này thì ít, mình không cần quan tâm lắm. Spa thì chủ yếu là tại địa điểm. Thì trong cái quá trình phục vụ khách hàng, nó có trước, trong và sau bán. Đấy, trước là mình marketing quảng bá, trong tức là họ đến với mình phục vụ từ lúc mà bắt đầu họ gửi xe, họ bước vào cửa hàng, họ ngồi, họ uống nước, đấy, họ tư vấn liệu trình, họ chọn, họ làm việc, họ được bôi, được xoa, được đắp, được bóp, vân vân. Họ được cái sự hưởng cái dịch vụ massage của mình, hưởng cái dịch vụ spa của mình, thì đó chính là chăm. Thế còn sau khi họ làm xong họ về thì đấy gọi là chăm sóc sau bán. Thì sau bán phải kết nối, phải tương tác, làm cho họ vui, làm cho họ thích thì họ sẽ trả tiền, đúng không? Mình hết mình với khách hàng thì khách hàng sẽ hết tiền với mình. Đấy, cái câu nói như vậy, khách hàng là người nuôi sống chúng ta, đấy, chúng ta cần phải làm, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ thiết lập các kế hoạch công việc, ví dụ như kế hoạch về sản phẩm, kế hoạch về giá bán, về kênh bán, kênh marketing, khối lượng công việc cần hoàn thành, phân bổ ngân sách, chi phí, dòng tiền đầu tư hay không đầu tư cái gì, cần mua sắm cái gì thì các em liệt kê ra đây để chị quyết định, đúng không? Đấy, cho đi học, cho các em học cái khóa gì. Đấy, ví dụ như bây giờ rất nhiều boss là đi học những khóa thủ lĩnh tinh thần, về bắt đầu là lên dây lên cốt, rồi yêu thương nhau, rồi được tôi sẽ tuyên bố thế này, tôi sẽ tuyên bố thế khác, sau đó thì là cảm thấy như là lên đồng ấy. Nhưng mà những cái thực tế là kỹ thuật khách hàng, chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu, rồi thì chi phí cho marketing thì lại không thấy đầu tư, cứ đi học những cái gì ấy. Rồi đấy, rồi thì thảo luận với người đồng nghiệp, người góp vốn, người tư vấn chiến lược để ra quyết định, đúng không ạ? Trong cái công việc của mình có đầu tư hay không, đầu tư như thế nào, có an toàn hay không, khởi nghiệp thì nên khởi nghiệp như thế nào, khi nào thì không nên khởi nghiệp. Và đối với những cửa hàng mà đã có rồi thì chúng ta phát triển doanh số tăng lên, chúng ta muốn doanh thu cao lên, vợ làm chồng làm quảng cáo, vợ làm chồng làm khách hàng. Đấy, rất nhiều những hộ kinh doanh nhỏ nhỏ các bạn đang làm như vậy. Đấy, nhưng mà các bạn là không không xây dựng thương hiệu cá nhân, không phát triển kênh, không chạy quảng cáo, hoặc là chạy quảng cáo không hiệu quả. Đấy, rồi làm các dịch vụ để giá rẻ quá. Đấy, là tất tần tật những cái vấn đề này đều dẫn tới tình trạng là các bạn có doanh thu nhưng mà làm rất là vất vả nhưng mà lợi nhuận không đáng kể. Đấy, trong khi đó như học trò tôi nó thuê 4 nhân sự nó làm, nó chả làm gì cả, thì tháng nó đút túi được khoảng độ 70-80 triệu một cái spa nhỏ,
Spa nó khác với thẩm mỹ viện, nó thẩm mỹ viện có thể kiếm tiền tỷ, tiêm một cái một cc filler botox gì đó có khoảng 8 triệu 10 triệu, nó lãi rất là nhiều. Một cái mũi này phải tiêm mấy cái, một cái cằm phải tiêm mấy, môi phải tiêm mấy, má hóp phải tiêm mấy, tiêm mông tiêm ngực nhiều lắm. Thế nên là 10 triệu một cc nó lãi nhiều lắm. Thế có những người chỉ tiêm 2 triệu một cc vẫn có lãi rồi, nhưng có thằng nó tiêm 10 triệu một cc thì nó lãi khủng khiếp. Thì nếu mà các bạn muốn tăng doanh số thì các bạn cũng gặp tôi sẽ tư vấn được. Các bạn muốn khởi nghiệp các bạn cũng gặp tôi sẽ tư vấn được. Các bạn muốn chạy quảng cáo các kênh Facebook, TikTok, Zalo, YouTube gặp tôi cũng tư vấn được. Đấy, các bạn muốn kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp như mỹ phẩm, như spa, như thẩm mỹ viện thì tôi có một cái khóa học khoảng 30 giờ liên tục, tôi nói như này rất chi tiết, rất công phu. Tôi cũng hướng dẫn cho các bạn được. Đấy. Và cuối cùng đây là cái video này viết vào tháng 8. Video này quay và viết vào tháng 8. Hôm nay là 26 tháng 7. Đấy, nhìn đấy, nhìn đấy. Đấy, 26 tháng 7 các bạn nhìn thấy chưa? Vâng. Để tôi làm tròn thành tháng 8 đi. Đấy. Nha, các bạn có thể liên hệ với tôi email phananhonline@gmail, Zalo 0989623888 hoặc là một cái Zalo 0906950333. Tôi là giảng viên đại học. Các bạn search Google, Facebook, YouTube, kênh của tôi là PA Marketing, vân vân, đều ra tất cả những cái yếu tố như vậy. Các bạn muốn nhận cái mind map này nha, các bạn có thể donate, các bạn có thể liên hệ, tôi sẽ gửi tặng hoặc bán rẻ cho các bạn bộ video hoặc tài liệu, hoặc là tôi có thể tư vấn cho các bạn rất nhiều. Thà là các bạn mà làm chuẩn ngay từ đầu, các bạn đã tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí, giảm được cái rủi ro rất đáng kể. Vâng. Bằng cách là xem video này và đọc cái bài viết 15 cái nỗi đau tột cùng, cộng với lại có thể là thuê tôi tư vấn, tham gia các khóa học của bên công ty chúng tôi tổ chức, hoặc là mua cái bộ video mà tôi đang có, đấy là cái bộ video về kinh doanh và marketing trong lĩnh vực làm đẹp cực kỳ xuất sắc. Đấy, tài liệu dài 300 trang và video này dài 30 tiếng. Đấy, rất nhiều bài cực kỳ hay. Tôi tự tin về điều đó nha. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và nếu thấy hay thì xin vui lòng hãy để lại lời nhắn hoặc là bấm like cho kênh, bấm share, bấm sub cho kênh. Đấy, giúp các bạn có thể cập nhật những cái video mới khi tôi có thời gian. Tôi sẽ làm cho các bạn những cái sơ đồ mind map này rất là dễ hiểu, cộng với cái thuyết trình của tôi. Vâng, bây giờ cũng muộn rồi, 23 giờ 15 phút rồi, thì cũng xin phép được tạm dừng cái video này tại đây, và hy vọng nhận được rất nhiều những cái yêu cầu, nhắn tin, hỏi, giải đáp, comment của các anh chị và các bạn trên các nền tảng như YouTube, như Facebook, như Zalo. Tôi luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn và tiếp tục làm những cái video, làm những cái tài liệu để chia sẻ với các bạn. Về trình độ của tôi thì các bạn có thể tìm hiểu, đúng không ạ? Về kỹ năng, về con người tôi các bạn cũng có thể tìm hiểu qua Facebook, qua web, qua YouTube, qua Zalo. Tôi đều công khai hết. Tôi là giảng viên đại học và hiện nay đã học 5 trường đại học, bằng cấp trong nước, nước ngoài đủ cả. Đi nước ngoài, nước trong làm tư vấn cho các doanh nghiệp lớn đủ cả, các spa lớn đủ cả. Tôi tự tin có thể cung cấp những tri thức, những kinh nghiệm cho các anh chị và các bạn để khởi nghiệp, để kinh doanh, để phát triển hệ thống, phát triển chuỗi một cách bài bản chuyên nghiệp. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo.